Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Việt Nam ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc Covid-19. Tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Nhờ đó, Hưng Yên cơ bản an bình. Ngày 9 tháng 2 năm 2021, ở đợt dịch thứ 3, Hưng Yên khẩn cấp ứng phó với ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên. Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Hưng Yên tiếp tục đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư có diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh có 48.377 ca mắc. Để đối phó với đại dịch, tỉnh Hưng Yên đã lập 30 khu cách ly, khả năng thu dung khoảng 5.000 người, 5 cơ sở xét nghiệm với công suất 1.100 mẫu đơn trên ngày. Khi vào viện chưa kịp làm những cái test đầu vào thì dù bệnh nhân là F0 thì chúng tôi vẫn đứng trên cái tinh thần là cứu mẹ cứu con. Đấy, không lo lắng gì cái chuyện để lây nhiễm hay gì cả. Em thực hiện nhiệm vụ ở đây là được tầm 1 tháng 20 hôm. Mình làm nghề rồi, mình chọn nghề rồi, với công việc của mình thì mình cống hiến hết mình thôi. Năm 2021 là một năm đầy biến động với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh Hưng Yên vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đạt được nhiều con số ấn tượng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt trên 112.000 tỷ đồng, tăng 6,52% so với năm 2020. Trong đó, ngành công nghiệp tiếp tục là điểm sáng với tăng trưởng đạt 9,55%, thu nhập bình quân đầu người đạt 87,5 triệu đồng, tăng 8,7 triệu đồng so với năm 2020. Qua một thời gian phòng chống dịch 3 năm liền thì chúng ta đã sát cánh với nhau và bây giờ thì cũng đã đối phó được với dịch này, chúng ta cũng đã tạm có thể yên tâm. Tại hội nghị thi đua khen thưởng của ngành y tế và kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Y tế Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ghi nhận những đóng góp lớn lao của lực lượng y tế trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Năm 2021 thì chúng ta phòng dịch được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đó là một trong những tỉnh tốt nhất toàn quốc, công lao đầu đó phải là y tế. Tôi cũng xin kêu gọi toàn xã hội và từng người dân ủng hộ chung tay với các thầy thuốc, mỗi người đều ý thức đầy đủ và hành động cụ thể để bảo vệ sức khỏe. Hãy thực hiện ngay, thực hiện đúng những khuyến nghị của cơ quan y tế. Đó cũng là cách thể hiện tri ân ý nghĩa nhất đối với các thầy thuốc. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến chống Covid-19 đã lấy đi sức người, sức của, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả sinh mạng của biết bao người. Trong vòng quay của cuộc chiến cam go này, khó có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết những nhọc nhằn, gian nan, vất vả của đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên ngành y tế. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức chương trình tọa đàm với nhân đề Cảm ơn những hy sinh để tri ân sự hy sinh thầm lặng của họ. Chia sẻ trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu khách mời là đại diện cho hàng ngàn y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch của tỉnh Hưng Yên, Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Xuân Khánh, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Xin chào MC Thanh Vân và toàn thể các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trước hết xin được cảm ơn sự có mặt của bác sĩ trong trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, ông có nhớ cái thời điểm mà lần đầu tiên chữa bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Hưng Yên không ạ? Cảm xúc của ông lúc ấy như thế nào ạ? Tôi nhớ chứ, đúng 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2021 thì chúng tôi đón bệnh nhân đầu tiên chuyển từ Yên Mỹ đến.
Trong quá trình mà điều trị cho bệnh nhân thì chúng tôi cũng không tránh khỏi những cái núng túng ban đầu. Thì các cái quy trình về điều trị, chăm sóc điều trị cũng phải thường xuyên thay đổi để cho phù hợp với cái công tác điều trị. Số lượng bệnh nhân vào rất là đông, tăng nhanh. Đấy, công việc thì rất vất vả. Thì có những lúc mà cán bộ y tế chúng tôi thì phải làm việc đến 1-2 giờ sáng. Cái khó khăn nhất trong khi mà điều trị cho bệnh nhân F0 là gì ạ? Cái khó khăn nhất trong quá trình điều trị F0 thì thứ nhất là cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế đã có. Tuy nhiên thì cái đáp ứng mà kịp thời cho thuốc điều trị cho bệnh nhân cũng như là cái việc mà số lượng bệnh nhân quá đông và nhân lực của y tế thì rất có hạn. Và không phải ai cũng có thể vào chăm sóc bệnh nhân COVID được. Nghĩa là phải có những kiến thức rất là cơ bản về công tác phòng chống các cái bệnh truyền nhiễm. Hai nữa là chúng tôi điều trị bệnh nhân trong cái điều kiện phải mặc bảo hộ lao động rất là bất tiện trong quá trình điều trị y tế. Sự mà phối hợp của bệnh nhân có tốt không ạ thưa? Phải cái điều kiện cách ly là khá là chặt chẽ. Do là cái tâm lý của bệnh nhân thì thường là không ổn định. Chúng tôi thường phải động viên bệnh nhân phát hiện các cái triệu chứng kịp thời bởi vì diễn biến của bệnh rất là nhanh. Do đó là cái phối hợp giữa cán bộ y tế và bệnh nhân hàng ngày phải rất là chặt chẽ để chúng tôi kịp thời theo dõi phát hiện những bệnh nhân nặng để xử lý một cách kịp thời. Vậy thì qua cái quá trình mà chữa cho các bệnh nhân F0 ấy, thì ông thấy cái vấn đề mà tinh thần đối với họ trong cái việc chữa trị bệnh này quan trọng như thế nào? Thì không những bệnh nhân lo lắng và toàn thể gia đình cũng lo lắng. Chính thế mà những cái lời động viên của cán bộ y tế đối với bệnh nhân để yên tâm điều trị, đây có lẽ cũng là một cái liệu pháp rất có giá trị và rất hiệu quả trong việc nâng cao cái chất lượng điều trị cũng như là để bệnh nhân yên tâm điều trị trong suốt cái thời gian cách ly tại bệnh viện. Đấy là tinh thần đối với người bệnh. Thế còn tinh thần của các y bác sĩ thì làm thế nào ạ? Thì với một cái khối lượng công việc rất là khổng lồ, khó khăn, chồng chất khó khăn, nhưng chúng tôi cũng quyết tâm và cũng đã vượt qua cái thời điểm rất là cam go đó. Với cái số lượng bệnh nhân có những thời điểm lên trên 1.000 bệnh nhân, mà trong đó đội ngũ y tế chúng tôi chỉ có chưa đến 200 người. Chúng tôi phải phân các cái ca kíp rất là khoa học để có thể thay nhau vào điều trị cho bệnh nhân, đồng thời cũng có một cái thời gian ngắn để được nghỉ ngơi, để dưỡng sức. Trong gần 5 tháng qua thì hai cơ sở tôi đã thu dung điều trị khoảng 7.000 bệnh nhân, trong đó có 6.300 bệnh nhân khỏi bệnh. Số bệnh nhân chuyển tuyến trung ương chỉ có 150 bệnh nhân và 11 bệnh nhân tử vong. Và hiện giờ chúng tôi đang điều trị cho 600 bệnh nhân tại hai cơ sở điều trị. Tuy nhiên thì trong quá trình điều trị cũng đã có 26 cán bộ y tế và 3 chiến sĩ quân đội thì cũng đã bị nhiễm COVID-19. Và cho đến nay thì các cơ sở điều trị của bệnh viện thì cũng đã đi về nề nếp. Các quy trình chăm sóc và điều trị thì cũng đã được chỉnh sửa để cho phù hợp. Và cán bộ y tế thì cũng đã có kinh nghiệm trong vấn đề mà phòng chống bệnh COVID. Và chúng tôi hy vọng rằng cái việc đáp ứng trong công tác điều trị thì chúng tôi ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, để các y bác sĩ, nhân viên y tế toàn tâm toàn ý chiến đấu với dịch bệnh, giành giật sự sống cho bệnh nhân thì bản thân họ và gia đình thân yêu của họ đã phải hy sinh những niềm hạnh phúc riêng vì cuộc chiến không có tiếng súng này. Phóng sự tiếp theo về những hy sinh thầm lặng của các nhân viên y tế, những phụ tá cho các y bác sĩ. Mời quý khán giả và quý khách mời cùng xem sau đây. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, Hưng Yên đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp F0. Ngành y tế đã căng mình làm việc, khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện điều trị cho bệnh nhân. Trong đó phải kể đến mạng lưới y tế tuyến cơ sở là tuyến trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Họ dù thiếu thốn về nhân lực và trang thiết bị nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Khi có dịch xảy ra trên địa bàn thì hầu như anh em y tế là căng mình làm việc 24/24. Không có một ngày nào nghỉ ngơi chưa cả, không có một trường hợp nào về nhà chưa cả, ăn uống sinh hoạt tại trạm y tế phường. Ngoài ra là cái khó khăn nữa, là cái khó khăn là toàn bộ về các cái trang thiết bị vật tư và văn phòng phẩm và một số các cái trang thiết bị mà để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.
thì hoàn toàn phải nhờ vào sự hỗ trợ bốn tại chỗ của ủy ban nhân dân phường, kể cả từ cái nhỏ nhất là cái chi văn phòng phẩm. Thế nên đâm ra là nhiều khi là anh em chúng tôi rất là bị động trong các cái công việc. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, vẫn có hàng trăm y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh không được đón Tết cùng gia đình. Gạt đi những niềm vui cá nhân, các chiến sĩ áo trắng vẫn làm việc không nghỉ ngơi để dành dật sự sống cho người bệnh. Khi được nhận nhiệm vụ vào điều trị COVID tại khu Đại học Thủy Lợi, thì tôi cảm thấy là một cái trách nhiệm to lớn của mình đối với đất nước, đối với nhân dân và bệnh nhân. Và tôi cũng nguyện mang hết sức mình về trí lực của mình và vật lực của mình để làm sao mà cứu chữa bệnh nhân được tốt nhất và nhanh nhất có thể và chiến thắng trở về. Vâng, phóng sự vừa rồi của chúng tôi có lẽ mới chỉ phản ánh một phần nào những hy sinh thầm lặng của các cán bộ y tế. Xin bác sĩ Khánh có thể kể thêm câu chuyện về sự nỗ lực của các y bác sĩ trong cái đợt chống dịch vừa rồi không ạ? Vâng, thì trong quá trình điều trị thì cái lượng cán bộ y tế của chúng tôi rất là thiếu. Và cái áp lực công việc thì rất là cao, số lượng bệnh nhân đông. Chính vì thế mà chúng tôi phải phân các cái kiếp trực. Có những gia đình thì hai vợ chồng cùng nằm bệnh viện thì đều phải tham gia phòng chống dịch. Khi mà chồng vào khu cách ly thì vợ ở nhà chăm con. Và đến khi mà vợ vào thì chồng nhà chăm con. Và hai nữa là cái lượng bệnh nhân vào ra rất là đông. Cái thời gian làm việc có khi những cái thời điểm cao điểm có khi thâu đêm suốt sáng. Và anh em thì không kịp ăn cơm, rồi là không dám uống nước. Hai nữa là cái cảnh ăn cơm hộp cả tháng rồi, thì tôi nghĩ rằng cái đấy cũng là cái cố gắng phải nỗ lực rất quyết tâm rất cao mới vượt qua được. Vào khu cách ly thì tối thiểu là một tháng. Có những cái đợt mà chúng tôi mà vì cái lượng bệnh nhân đông quá thì có những người phải 2 tháng sau mới được ra để tự theo dõi sức khỏe và được trở về nhà. Sau 2 tuần lại tiếp tục quay lại vào khu cách ly tiếp. Tết Nhâm Dần vừa rồi cũng được xem là một cái Tết mà khá là sung vầy với nhiều người dân. Vậy thì còn với các cán bộ y tế thì như thế nào? Có được một cái Tết trọn vẹn hay không ạ? Cái điều này thì đúng là thật là khó diễn tả. Thì tôi nghĩ thế này. Thì hai cái Tết vừa rồi, mà đặc biệt là cái Tết Nhâm Dần, thì chúng tôi đã là một cái Tết trọn vẹn với người bệnh, nhưng mà lại không trọn vẹn với gia đình. Đấy là có những cái cảm xúc mà đến bây giờ ông nói là vẫn cảm thấy là nghẹn ngào đúng không? Thì thực ra thì bởi vì là với bệnh nhân ấy thì chúng tôi luôn luôn đem hết cái khả năng và cái trách nhiệm của mình. Kể cả những ngày Tết thì chúng tôi vẫn phải đón nhận và chăm sóc người bệnh, chuẩn bị từng suất thuốc, từng bữa ăn, mang đến tận giường cho bệnh nhân, rồi là chuẩn bị hồ sơ bệnh án, làm xét nghiệm để ra viện, để làm sao cho người bệnh nhanh chóng được trở về nhà để đoàn tụ với gia đình trong ngày Tết. Còn với gia đình thì có lẽ thì thứ nhất là chúng tôi thì không được ở bên cạnh người thân để mà sắm sửa trong những ngày Tết. Đặc biệt là những cán bộ nữ là những người mà gọi là giữ lửa trong gia đình. Nên là cũng vắng đi trong ngày Tết thì cũng thấy là giảm đi cái sự ấm cúng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cố gắng vượt qua và với cái tinh thần cao nhất để làm sao phục vụ bệnh nhân được tốt nhất. Trong cái Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng ấm lòng hơn khi được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và các đoàn thể tới thăm động viên. Chúng tôi được đón đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh đến thăm tặng quà. Và Hội Phụ nữ thì cũng đã gửi tặng chúng tôi 1.800 cái bánh chưng để cho bệnh nhân và nhân viên cũng có một cái
hương vị của ngày Tết. À, xin bác sĩ có thể kể thêm một cái câu chuyện nào mà bác sĩ cảm thấy là ấn tượng nhất trong cái quá trình mà điều trị F0, đặc biệt là đặc thù ở tại bệnh viện của mình là những bệnh nhân bị nặng không ạ? Có lẽ rằng là với người thầy thuốc thì chỉ mong muốn cho bệnh nhân được khỏi và ra viện. Tuy nhiên thì những cái mất mát trong quá trình điều trị thì vẫn có. Và tại bệnh viện tôi thì cũng đã có 11 bệnh nhân tử vong. Và đặc biệt có một tối thì có tới 4 bệnh nhân tử vong. Mà cái việc mà xử lý tử vong ở tại bệnh viện đối với phòng chống bệnh COVID thì nó cũng đặc thù riêng. Và chỉ có nhân viên y tế mới là thực hiện. Thì chúng tôi cũng lại với cái tâm linh, nghĩa tử nghĩa tận thì chúng tôi cũng phải chú đáo đối với này, người nhà cũng như đối với bệnh nhân đã tử vong cũng phải lựa chọn những cái bộ quần áo tươm tất nhất để mặc cho người bệnh. Và rồi thì chúng tôi cũng phải ngồi bên cạnh cho đến khi mà tử thi phải được đi hỏa tang. Qua đây ông có chia sẻ cái thông điệp gì đối với người dân, đặc biệt là trong cái đợt dịch mà hiện giờ bây giờ cái số lượng bệnh nhân F0 nó đã tăng đến 4 con số rồi ạ? Cái dịch bệnh trong cái thời gian tới vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Cái chủng mới thì lây lan rất nhanh và số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục gia tăng. Đối với toàn dân chúng ta thì thứ nhất là cụ chấp hành tốt cái công tác phòng chống dịch, thực hiện cái thông điệp 5K. Thứ hai nữa là chúng ta cũng không quá lo lắng trước dịch bệnh và tự theo dõi sức khỏe cho bản thân, gia đình, kịp thời phát hiện những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu của bệnh, báo với lại cơ sở y tế để được làm xét nghiệm. Nếu như chúng ta bị dương tính thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh, tuân thủ theo hướng dẫn của thầy thuốc, chứ không được mua thuốc tự do cũng như là các cái hướng dẫn của những cán, không phải của cán bộ y tế. Và tôi hy vọng rằng bệnh dịch cũng sớm qua đi để các cái hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng trở lại trạng thái bình thường. Và bệnh viện bệnh nhiệt đới thì cũng sẽ đã và sẽ trở thành cái địa chỉ tin cậy trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và là cái đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID. Thưa quý vị và các bạn, tất cả những cái nỗi niềm được họ, những người chiến sĩ áo trắng của nhân dân đã gói ghém và giấu kín trong tim để tiếp tục kiên cường đứng vững trong cuộc chiến COVID chưa biết ngày nào có thể kết thúc được. Và họ vẫn đang ngày đêm cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin gửi lời chúc 27 tháng 2 tốt đẹp nhất tới các y bác sĩ và nhân viên y tế. Những lời tri ân từ đáy lòng của những bệnh nhân từng mắc COVID-19 sẽ thay lời kết cho chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ Trần Xuân Khánh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn an lành, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các bác sĩ tận tình lắm đấy, đến rồi là thăm hỏi rồi là động viên chúng tôi. Các bác cứ an tâm mà điều trị, xong 9-10 ngày là các bác sẽ khỏi, các bác sẽ về. Các bác sĩ rất tốt, chăm sóc động viên suốt ngày đêm cơ, phải nói là cực kỳ là vất vả, chúng tôi rất biết ơn. Gia đình chúng tôi xin gửi cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc gia đình chúng tôi kịp thời, đầy đủ, cung cấp hướng dẫn chúng tôi chi tiết. Chúng tôi cảm ơn. Chúng tôi được gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ trong khu cách ly bệnh viện Nhi Hưng Yên rất tận tình giúp đỡ bọn chúng tôi trong lúc mà khó khăn như vậy.